Sau buổi lễ ký kết và công bố nhà tài trợ SEA Games 31 lần thứ nhất thành công tốt đẹp với hai nhà tài trợ là công ty cổ phần Động lực với thương hiệu Jogabola và nhãn hàng Bia Việt, ngày 3 tháng 12, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết và công bố nhà tài trợ kim cương với thương hiệu Bia Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn. Đây là nhà tài trợ lần kim cương thứ 3 của đại hội. Trong thời điểm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh tế khá nặng nề, việc thương hiệu Bia Sài Gòn trở thành nhà tài trợ kim cương chứng tỏ niềm tin tưởng, ủng hộ của thương hiệu vào sự thành công của đại hội. Bia Sài Gòn là thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam. Trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ và thúc đẩy nền thể thao Việt Nam và các vận động viên nam nữ ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Chúng tôi là nhà đồng hành và tài trợ cho SEA Games từ năm 2019. Chúng tôi tự hào và tiếp tục cam kết hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 tới đây. Ngay từ đầu khi mà chuẩn bị cho công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 năm 2021 thì Bia Sài Gòn cũng đã có ý kiến đề xuất phương án tài trợ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên trong suốt cả quá trình đó thì cũng là về phần khách quan ấy, là do cái tình hình dịch bệnh, cho nên cái việc mà trao đổi thường xuyên liên quan đến cái việc tài trợ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á nó cũng bị gián đoạn. Và tại cái hội nghị mà khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh thì Bia Sài Gòn mới tiếp tục đặt cái vấn đề để trao đổi cùng với ban tổ chức để tiếp tục tài trợ. Hôm nay là lần thứ 2 Bia Sài Gòn là đơn vị ký với ban tổ chức để tài trợ cho cái sự kiện thể thao Đông Nam Á này, và ban tổ chức thì cũng nhận được rất nhiều các cái đề nghị, cái lời đề nghị của các cái đơn vị, của các doanh nghiệp để tài trợ cho SEA Games. Tính đến thời điểm hiện tại, SEA Games 31 đã có 3 nhà tài trợ kim cương. Dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với quỹ thời gian còn lại gần 6 tháng tính đến thời điểm khai mạc đại hội, song ban tổ chức và đơn vị đại diện tư vấn tiếp thị tài trợ Việt Content đang khẩn trương đàm phán để có thể hoàn thành mục tiêu doanh thu tài trợ từ ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. SEA Games 31 sẽ được diễn ra từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại địa điểm đăng cai chính là thủ đô Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. Đại hội thể thao khu vực lần thứ 31 sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn với 526 nội dung, trong đó có sự áp đảo của các môn Olympic.